Thưa quý vị, năm 2020, dự án Cống Sồi được xây mới với giá trị xây lắp khoảng 10 tỷ đồng. Sau khi đưa vào vận hành, công trình này đã hồi sinh và mở ra cơ hội để xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ quy hoạch gần 220 ha đất canh tác vùng nội đồng kém hiệu quả sang cây lúa hữu cơ kết hợp khai thác rươi cấy. Chỉ ít năm trước, tuyến kênh dẫn nước từ sông Thái Bình vào cánh đồng trong là tuyến kênh chết, hiểu theo nhiều nghĩa. Khi nguồn nước được khơi thông từ sông Thái Bình qua Cống Sồi đã đánh thức cả một vùng đất ruộng nội đồng Chiêm Khê mùa úng hồi sinh. Trước mà chưa có cái Cống Sồi này thì cái vùng đây là nó là thuộc cái vùng như là sông Tù, Chiêm Khê mùa thối. Đấy, nước non không ra vào được. Đấy, thế nên là đồng ruộng có canh tác được đâu. Mặc dù như thế là chúng tôi biết có dưới đấy nhưng mà không làm nữa. Không có nước. Nhận thấy tiềm năng được đánh thức, ông Khà là một trong những hộ đi đầu và tích tụ được 2 mẫu ruộng. Sau 2 năm cải tạo thành ruộng rươi, vụ đầu năm 2023 đã cho gia đình thu về khoảng 35 kg trên một sào. Dự báo năng suất sẽ tăng lên 50 kg trên một sào trong năm nay nếu thời tiết thuận lợi. Cái Cống Sồi này là nó phục vụ về nó đem lại kinh tế cho bà con ở khu vực chúng tôi thì không biết nói thế nào để cho nó đáp ứng được cái của nó được hiệu quả của nó. Đối với gia đình ông Vịnh, nguồn lợi từ 4 sào ruộng rươi kết hợp với cấy lúa hữu cơ khai thác cấy đã mang lại cuộc sống đủ đầy hơn. Ông Vịnh cũng như các hộ dân canh tác rươi cấy nơi đây mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống kênh thủy lợi đường ra đồng. Tốc độ năm ngoái rươi là đã ra nhiều rồi nhưng mà theo như năm nay là cũng ra rất nhiều nhưng mà còn phụ thuộc thứ nhất là thời tiết xong là lại còn cái mương máng đấy, muốn nhà nước quan tâm để cho chúng tôi cái mương máng để khai cho nó nước cho nó ra nhanh vào nhanh để nó mới cái nhiều rươi. Rất là cần nhiều cái công trình cần phải đầu tư. Cái thứ nhất là toàn bộ cái hệ thống mương máng cần phải khai thông rộng rãi. Hai nữa là các cái cống mà ngày xưa đấy, nó phục vụ cho lúa đấy thì đáp ứng được, nhưng đến nay thì phải mở rộng gấp đôi. Tại vì cái lượng nước khi mà đưa vào ấy thì nó phải tăng. Năm 2023, diện tích canh tác rươi cấy bên trong đồng ở xã An Thanh mở rộng được khoảng 180 ha. Diện tích này sẽ tăng lên khoảng 220 ha vào năm 2025. Không chỉ diện tích được mở rộng, giá trị kinh tế mang lại cho nông dân cũng tăng từ 4 đến 5 lần. Cánh đồng có giá trị 500 triệu đồng một hecta là điều người dân hướng tới. Ngoài cái kinh tế ra, thì nó còn giải quyết được cái vấn đề môi trường. Nhân dân thì chung tay bảo vệ cái môi trường để đưa được cái con rươi, con cái nó phát triển trong cái đồng đất làng cải tạo. Cái hai nữa thì nó thúc đẩy được cái người dân ngày xưa thì họ không quan tâm đến chỉ thu nhập thấp nên họ không quan tâm lắm đến nông nghiệp. Thế nhưng đến bây giờ thì người dân họ rất là quan tâm tại vì thu nhập cao. Đến hôm nay, bức tranh tương phản của cánh đồng ngoài đê với nguồn thu lớn từ rươi cấy và trong đồng là ruộng lúa nguy cơ hoang hóa đã không còn. Thay vào đó là hình ảnh ruộng rươi nối ruộng rươi, là niềm vui nối tiếp về những vụ thu hoạch được mùa, được giá. Xa hơn là mô hình nông nghiệp xanh dần hiện hữu. Tương lai đang ở phía trước, song vấn đề quy hoạch, nâng cao giá trị cho sản phẩm cũng là điều cần quan tâm khi sản xuất nông nghiệp đang đối mặt với khó khăn về biến đổi khí hậu, nước sông bị xâm nhập mặn.